Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở cái bài 18.4 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài cuối cùng, đó chính là bài 18.5. Sao? Bài này nói chung là cũng khá là khó anh em nhé. Đã sao thì không có cái bài nào mà dễ cả anh em. Chúng ta cần phải tư duy, suy nghĩ thì nó mới ra được, chứ không phải là nó đơn thuần là chúng ta chỉ nhìn sơ qua mà chúng ta sử dụng các công thức cơ bản mà ra được. Em hiểu chưa nào? Mà bài những bài này nó đòi hỏi phải có kỹ năng làm bài và chúng ta phải rèn luyện thì những cái bài này chúng ta mới làm được. Ok, người ta yêu cầu các em là tìm hai số tự nhiên a và b, trong đó a lớn hơn b, phải nào, hai cái số nào đó mà cái số a này phải lớn hơn số b, và hai cái số này nó có này, chúng ta dựa này, bội chung nhỏ nhất thì bằng 336. Được không? Nghĩa là cái số này này là số nhỏ nhất vừa chia hết được cho A và vừa chia hết được cho B. Được không? Ước chung lớn nhất là bằng 12. Ước chung lớn nhất nghĩa là gì? Nghĩa là nó A và B này nó đều chia hết cho gì? Chia 12. Là ước này sẽ là ước lớn nhất. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây khi người ta cho và yêu cầu các em tìm ra A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu, thì cái dạng này ở trong cái các cái bài tập bổ sung của cái bài 17, cái bài 17 mà thầy đã giảng và giải cho các em rất là nhiều về cái dạng này rồi. Phần nào thì đây chúng ta có này, cái phần mà bài ước chung lớn nhất ấy ở chỗ bài 12 á, cái bài 17 các em không, thì chúng ta đã có rồi. Như vậy ở đây bằng 12 thì chứng tỏ A của chúng ta sẽ bằng là 12 A phẩy, B sẽ bằng 12 B phẩy. Khi đó thì ta đi tìm ước chung lớn nhất của A phẩy B phẩy thì bằng mấy? Bằng 1. Trong khi đó A này nó lớn hơn B thì chứng tỏ A phẩy sẽ lớn hơn B phẩy. Được không nào? Ta hiểu. Nhớ lại ở cái bài 17 đó chính là ước chung lớn nhất, cái này thầy giải các em rất là nhiều rồi. Đã được chưa nào? Như vậy để tìm được hai số tự nhiên A và B, khi đó chúng ta biết được bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất. Như vậy cái tích A nhân B nha. Cái tích A nhân B này đó chính là chúng ta sẽ lấy bội chung nhỏ nhất, chúng ta sẽ nhân cho ước chung lớn nhất của A và B thì ra được cái tích của A với B. Được chưa nào? Như vậy thì ta có này, giải này. Thầy làm cái đoạn đầu này trước cho các em dễ hiểu này. Như vậy chúng ta có A nhân B thì bội chung nhỏ nhất của AB chúng ta sẽ nhân, đây là phép nhân em nhé, ước chung lớn nhất của AB. Như vậy A nhân B sẽ bằng 336, chúng ta nhân ở đây cho 12. Được không nào? Em hiểu nào? Như vậy chúng ta nhân nhẩm giùm thầy hai anh này nhân lại với nhau. Và chúng ta nhân nhẩm ra thì kết quả ra bằng 4032 các em nhé. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta dựa vào cái thằng này này. Nha, ta dựa vào cái đây, làm giống như của cái bài 17 mà thầy đã làm rất là nhiều bài cho các em rồi. Được chưa nào? Vì cái ước chung lớn nhất của A với B á, là bằng bao nhiêu em? Bằng 12. Nên chúng ta có A này sẽ bằng là 12 nhân A phẩy, B sẽ bằng 12 nhân B phẩy. Được không? Đó, nghĩa là trong đó A phẩy với B phẩy này phải thuộc tập hợp số tự nhiên. Và đồng thời cái ước chung lớn nhất của anh A phẩy với B phẩy nó bằng mấy? Bằng 1. Đúng chưa nào? Và vì cái anh A lớn hơn B nên cái anh A phẩy này cũng sẽ lớn hơn B phẩy. Đúng không nào? Như vậy chúng ta thế vào đâu? Chỗ nào có A chúng ta thế bởi 12 A phẩy vô đây. Chỗ nào có B chúng ta thế bởi 12 B phẩy vô đây. Khi đó chúng ta sẽ tìm được cái tích của A phẩy B phẩy. Sau đó chúng ta sẽ lập bảng và chúng ta sẽ tìm được A phẩy B phẩy. Có A phẩy B phẩy chúng ta thế vô chỗ đây thì ra được hai số ban đầu, đó chính là A phẩy B. Hiểu chưa? Đó. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Ta có, chúng ta sẽ thế này, ta có A nhân B thì hồi nãy chúng ta tính ra được bằng 4032. Bây giờ chỗ nào có A chúng ta sẽ thế bởi 12 A phẩy. Đây em phẩy nha, 12 A phẩy vào đây này. Như vậy chúng ta có 12 A phẩy, B chúng ta thế bởi 12 B phẩy sẽ bằng 4032. Các em hiểu không nào?
Như vậy thì ở đây ta lấy 12 nhân 12 thì bằng ở đây là 144 a phẩy nhân b phẩy bằng 4032. Từ đây thầy suy ra a phẩy nhân b phẩy nó sẽ bằng 4032. Chúng ta chia cho 144. Được không? Như vậy thì chúng ta suy ra ở đây a phẩy nhân b phẩy ta tính nhẩm thầy ở đây thì nó sẽ bằng là 28. Ok, được không? Nãy chúng ta ở phía trên chúng ta lập luận rồi. Do đó lập luận ở phía trên là vì cái anh a phẩy lớn hơn b phẩy và đồng thời cái anh ước chung lớn nhất của anh a phẩy b phẩy thì bằng mấy? Bằng 1, đúng nào? Nên ta sẽ có hai số mà nhân được là bằng 28 thì chúng ta sẽ có những anh nào này. Đây ta sẽ lập luận ở đây a phẩy, ở đây b phẩy, đây chính là ước chung lớn nhất của nó là bằng 1, thì chúng ta chỉ có hai cặp duy nhất. Ta chọn a phẩy bằng 28 thì b phẩy bằng 1, 28 nhân 1 bằng 28, 7 với lại là 4, chứ còn 2 với 14 thì sai. Một số bạn nói thầy ơi còn cặp 14 với là 2 với lại 2 nữa nó bằng 28, nhưng mà ở đây ước chung lớn nhất của hai số này không thể bằng 1 được. Nó bằng 2 chúng ta loại. Ước chung lớn nhất ở đây là bằng 2 chúng ta loại này. Tại sao chúng ta không chọn cặp này? Đó là như vậy. Chỉ có hai cặp này thì ước chung lớn nhất của nó mới bằng 1. Và nó thỏa mãn điều kiện là a phẩy lớn hơn b phẩy. Hiểu chưa? Nên từ đây chúng ta suy ra. Ở trường hợp 1, nếu như mà a phẩy mà bằng 28 á, thì từ đây chúng ta suy ra a này sẽ bằng là 12 nhân cho 28. Thì kết quả ở đây a chúng ta sẽ bằng 336. B phẩy bằng 1 thì suy ra cái anh B này sẽ bằng 12. Đúng nào? 12 nhân mấy? 12 nhân 1. Thì sẽ bằng 12, trường hợp thứ nhất này. Trường hợp thứ hai, nếu anh A phẩy chúng ta bằng 7, từ đây chúng ta suy ra cái anh A sẽ bằng 12 nhân 7 thì sẽ bằng 84. Thì khi đó B phải bằng 4 thì suy ra cái anh B này sẽ bằng 12 nhân 4 thì bằng 40, 48. Có hai cặp nghiệm nó thỏa mãn như vậy. Được chưa? Được chưa? Rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em phần ôn tập chương 1. Được chưa nào? Chúc em học tốt. Bye bye nha.